chọn hình ảnh cô gái bên khung cửu làm nhân vật xuyên suốt sâu diễn, từ đó dệt lên những câu chuyện về vùng đất cổ Hội An qua các thời kỳ lịch sử. Ngôn ngữ kể chuyện sử dụng hiệu ứng độc đáo từ âm thanh, ánh sáng cho đến sự chỉn chu về đạo cụ, cùng nghệ thuật biểu diễn điêu luyện và đầy biểu cảm đã khắc họa được phần nào những nét vàng son trong quá trình hình thành và phát triển của vùng đất từng được mệnh danh là thương cảng nhộn nhịp nhất Đông Nam Á. Năm màn biểu diễn là năm câu chuyện nối tiếp nhau, mang đậm tính nhân văn, lãng mạn và đầy khí chất của con người xứ Quảng, bao gồm sinh mệnh. Cuộc sống luôn được bắt đầu từ những mầm sống, và sinh mệnh kể câu chuyện về Hoi An thuở khai hoang lập ấp. Đám cưới. Ký ức Hoi An thời kỳ văn hóa Champa thông qua câu chuyện một người con gái Việt đã luôn hiểu nghĩa lớn mà biến tình riêng thành sự phát triển cho quốc gia, dân tộc. Đèn và biển. Những chàng trai đất Quảng đầy khí phách luôn sẵn sàng hy sinh tình riêng để vươn mình ra biển lớn. Những người con gái Hoi An thủy chung vẫn hàng ngày thắp đèn lồng, thả hoa đăng dẫn lối cho chàng thủy thủ trở về. Và cuối cùng là áo dài, sự kết hợp giữa ký ức Hoi An cổ kính với hơi thở hiện đại. Ngay sau buổi công diễn lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2018, ký ức Hoi An đã gây được ấn tượng đối với du khách. Chương trình cũng lập hai kỷ lục Việt Nam, đó là sân khấu nghệ thuật thực cảnh lớn nhất Việt Nam và chương trình biểu diễn hàng ngày có sự tham gia của nhiều diễn viên nhất từ trước tới nay. Ký ức Hoi An cũng là chương trình biểu diễn đầu tiên của Việt Nam được giới thiệu tại quảng trường thời đại New York, Mỹ. Hãng thông tấn Reuters ngay sau đó có bài viết ca ngợi đây là show diễn đẹp nhất thế giới, cùng với hơn 300 bài báo quốc tế công nhận ký ức Hoi An là một hiện tượng toàn cầu và là niềm tự hào của Việt Nam. The video was really impressive. I had to stop and look at it. It really caught my eye. The show was very impressive and very beautiful. And it was probably the most beautiful and biggest outdoor show I've ever seen. And you know, I just still feel it. It's amazing. Sân khấu khổng lồ chắc chắn là điều đầu tiên mà người xem bị choáng ngợp và thu hút khi đến với show diễn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng để sân khấu sáng đèn mỗi tối thì 500 diễn viên của show diễn phải có mặt từ chiều để tập luyện. Công việc này diễn ra hàng ngày, bất kể là trời nắng hay mưa, và tối đó có bao nhiêu khán giả tới xem buổi biểu diễn. Dù kịch bản được lên ý tưởng từ rất lâu, cũng như nhà sản xuất phải cử ekip đi học hỏi và làm việc với các đạo diễn sân khấu thực cảnh có tiếng ở nhiều nước trên thế giới, dành thời gian tập luyện lên tới 6 tháng trước khi công diễn lần đầu tiên. Thế nhưng, ký ức Hoi An vẫn vấp phải không ít những ý kiến trái chiều về nội dung liên quan đến các câu chuyện kể về lịch sử, văn hóa gắn với vùng đất Quảng Nam. Và không chỉ mong muốn đem đến cho du khách thêm một sản phẩm văn hóa để trải nghiệm khi đến với phố cổ Hoi An, mà bằng tâm huyết của đơn vị đầu tư muốn được lan tỏa tới du khách trong nước niềm tự hào về vùng đất di sản, về văn hóa và lịch sử của dân tộc, đồng thời kể câu chuyện của người Việt ra thế giới thông qua show diễn này. Tại vì em ở bên trong show diễn khá là lâu, nên em biết được sự cố gắng của mọi người về cả diễn viên lẫn cả các ekip hậu đài. Thì em mong là khán giả có thể biết đến nhiều hơn về ký ức Hoi An và đón nhận nó, yêu mến nó. Và những khán giả nước ngoài có thể biết đến ký ức Hoi An nhiều hơn và hiểu về lịch sử Việt Nam một phần nào đấy nhiều hơn một chút. Cho đến bây giờ những người mà ở lại đến đây là được 2 năm rồi, thì sau khi nhìn ký ức Hoi An dần dần lớn lên, khán giả nhiều hơn, những tràng vỗ tay càng ngày càng lớn hơn, thì bọn em cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc. Sẽ về em viết một bài lên Facebook trước, để giới thiệu cho bạn bè em và giới thiệu cho các thầy cô giáo trong trường em đến đây thưởng thức show diễn này. Mình ấn tượng nhất là màu sắc, tức là chuyển tiếp mà ánh sáng, âm thanh rất tuyệt vời. Và đặc biệt đó là cái phần chuyển tiếp giữa các cảnh. Và tôi nghĩ đây cũng là một trong ý tưởng rất hay của đạo diễn.